Chào mừng các bác quay trở lại với kênh JK Audio. Và theo cái chương trình bên này chúng em đang có một cái chương trình chiên quý khách hàng từ ngày mùng 6 bắt đầu khai xuân cho đến hết ngày mùng 9, là đối với sẽ có những cái mặt hàng sản phẩm hỗ trợ các anh em những cái giá chi phí rất là cao. Thì trong video này em đang lên với các anh em ba con nhé. Hôm nay thì hơi chương trình này hôm nay hơi đặc biệt nên giọng hơi hơi khác một chút. Vì thật là rất là lâu hôm nay bắt đầu mới lại được hãng phân phối về thêm cho được ba con vàng KM8FX phiên bản Pro. Với phiên bản này trước đây các anh em thấy nó ở trên thị trường cũng như bên chúng em phân phối bán ra nó rất là nhiều. Và cái chất lượng nhạc thì không thể chúng ta không cần phải nhắc đến cái chất lượng của con này rồi. Nó quá hoàn hảo, quá tuyệt vời. Cách sử dụng cũng dễ. Hiện tại phiên bản này nếu mà trong cái chương trình ngày hôm nay chúng em áp dụng trong 3 ngày sẽ hỗ trợ các anh em với cái mức giá là 1.999.000. So với trước đây thì mức giá của nó là 2.600.000 cơ. Thì hiện tại thì phiên bản này đang được hỗ trợ giá rất tốt và vào đúng cái chương trình dịp đầu xuân này. Em chỉ có 3 con duy nhất nhé, lần này hãng phân phối với 3 con duy nhất. Và em cũng xin là giới thiệu sơ qua lại cách dùng, cách sử dụng cũng như là cái tính năng của con KM8FX Pro này cho các bác và anh em nào chưa biết được đến cái sản phẩm này. Phiên bản này nó là phiên bản vang số chỉnh cơ. Con này thì nó có tích hợp đầy đủ cái tính năng như là kết nối các thiết bị ngoại vi như là Bluetooth này, cổng quang USB và X1, X2 và đường đồng trục 5.1. Và con này chạy chip rất là cao, 48 bit. Con này xử lý cực nhanh. Với cái phiên bản này hiện tại nó là dòng hỗ trợ ông ta nghe nhạc số là nhiều, nên các anh em hiện tại về lấy thêm về ghép và đẩy hay ghép thay thế những con vang cổ ngày xưa, hoặc là các anh ghép thêm vào những con âm ly thì rất là phù hợp. Mặt trước của nó thì bên này nó sẽ có này, phần con này thì nó có sẽ có reverb rời và nó sẽ có delay repeat. Và cái hệ thống màn hình của nó như ngay bên dưới và các nút chuyển, và chúng ta có thể chỉnh được khi nghe nhạc MP3 hoặc là chọn đường ngõ vào, input vào 1, 2, 3, 4 và có những cái đường cổng quang. Bên này chúng ta sẽ có chỉnh mic tông và đây gần như là mic center, có nghĩa là chúng ta sẽ chỉnh được như là khống chế đường gain vào của mic này, và to nhỏ mic 1, mic 2, mic 3, mic 4 cũng như cái này em đã giới thiệu nhiều rồi, và chỉnh bass trung chép. Con này thì bên này nó có những cái chiết áp lồi ra thì chúng ta chỉnh phần reverb này, delay này, và đây em xin lỗi reverb đây, delay đây, delay đây, repeat. Thì cái con này chúng ta sẽ chỉnh được cái reverb rời, nên là bác nào mà hay hát reverb thì sẽ chỉnh được con này sẽ can thiệp được sâu. Tông nhạc thì chúng ta có phần bass trung chép và cũng có phần khóa cái khống chế cái ngưỡng vào, gọi là đường gain vào của nguồn nhạc vào. Bên này thì ba chiếc áp đều được tích hợp đèn LED đi kèm là effect và mic và music. Dễ sử dụng, nó là dòng vang số nhưng lại cực dễ sử dụng, nên sẽ hợp với rất nhiều lứa tuổi. Và mặt sau thì nó đầy đủ các ngõ ra. Điện con này sẽ chạy điện 220 đến 240 của nó, thì các anh em yên tâm sử dụng nên không phải ngại vì lo cắm sai nó bị chập cháy, công tắc bật tắt nguồn này. Sản phẩm này thì được các kỹ sư người Mỹ phát triển và sản xuất theo dây chuyền công nghệ của Mỹ đặt ở tại Đài Loan, thì nó sẽ là hàng chính hãng, bảo hành các anh em lên đến chính sách bảo hành rất cao 12 tháng, hỗ trợ đổi mới. Thì phiên bản này em chỉ còn 3 con, hãng về 3 con và đang có cái giá tri ân cho một đầu xuân năm mới. Cái đường này đường súp nhá, đường súp cam nông và volume này. Các anh em lưu ý cho em nhé, khi mà nghe súp điện thì các anh em hoặc là súp hơi, các anh em đưa cái phần cắt súp này xuống đẩy, thì em lưu ý cho em volume và cái EQ này, rồi cái EQ cắt tần số bên này volume. Còn bên này là cái center effect và center volume, nghĩa là các anh em cắt được cả tiếng mic. Cắt tiếng mic ra cái đường center, volume to nhỏ đây. Rep right main chính. Con này là có thêm cái đường này, đường xuất ra đường này, thì có nghĩa là các anh em có thể đấu được song song một lúc hai đẩy mà không cần link. Nếu trường hợp các anh em sử dụng đẩy mà không có đường link từ đẩy xuống, các anh em đấu đường này một đường này đẩy, một đường này đường âm ly, hoặc một đường này đường xuống đẩy, đổi chuyển đổi ra. Thường thì đấu với âm ly các anh em cứ đấu cho em hai đường này được. Cổng quang optical đây và mic đồng trục 5.1 và hai đường ngõ vào. Dâu băng keng Bluetooth, con này Bluetooth rất nhẹ, rất xa. Mặt trên của nó thì sẽ có logo chính hãng của WeWood và cũng đã được dập chữ logo chìm ở bên trên để cam kết các anh em là hàng chính hãng. Màu đen ạ, con này màu đen. Nếu để màu như thế này thì sẽ phối ghép với rất nhiều những dòng âm ly hiện tại các anh em. Đặc biệt là con này em sẽ hướng tới các anh em đang sử dụng sẵn âm ly.
đi kèm của nó sẽ có được tặng, nếu các anh em mua về đấu với đẩy chúng em sẽ tặng dây đấu đẩy, và mua đấu với âm ly tặng với dây đấu âm ly, và sẽ có mặc định là sẽ được tặng một dây quang và một dây 3.5. và hiện tại giá của nó như em vừa nêu trên là 1.999.000 thì sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Và sau đây thì em sẽ tăng volume nhạc lên để các anh em nghe, và em đi luôn vào karaoke luôn, đi hát luôn một đoạn karaoke gửi tới các anh em trên cái con KM8 FX Pro. Và hôm nay thì em sẽ kết nối với một con đẩy liền vang. Con này nó như con âm ly các anh em nhé, nó chỉ hơi một tí là nó có Bluetooth cổng quang và công suất khỏe hơn thôi. Nhưng mà hiện tại đấu như thế này nó sẽ đấu như đầu với âm ly, thì em sẽ làm luôn một cái video là vừa giới thiệu và vừa báo anh em đang về được thêm 3 con KM8 FX Pro và ghép với con đẩy liền vang, để các anh em hiện tại đang dùng âm ly mà bị hú nhiều, rú xít nhiều, để có thể tham khảo cái mẫu này. Và số lượng có hạn nhé, các anh em nhanh tay đăng ký không là hết hàng. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh có quyện gốc thông già. Chiều đan tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lừa thưa tìm dưới sương mù. Quỳ bên nhau trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa, duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó trốn phong ba, em làm dấu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương. Tiến đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Hát gửi tặng các anh em ca khúc Thành phố buồn. Hiện tại thì trên này cái con vang KM8 FX Pro này là cái phiên bản vang mà trước đây nó là dòng vang cao cấp nhất, và đến cái thời điểm hiện tại thì vẫn được rất là nhiều người tin dùng. Hiện tại vừa rồi cũng như đầu video chúng em nói đấy, chúng em hiện tại còn 3 con mẫu vang đến từ thương hiệu WeWood này, cũng bây giờ là KM8 FX Pro với cái giá là 1.999.000 dành cho các anh em. Và giá trên đã bao gồm phí ship vận chuyển toàn quốc và tặng đầy đủ dây giác các anh em rồi. Các em có thể đặt hàng qua một trong hai số hotline tại showroom chúng em, đó là 0963889192 và 0965503357.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với anh em ở những video clip tiếp theo.